Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 bài 13, trang 134-137. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Một la mã dấu ngoặc đơn. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. A. Đùng một cái, họ những người bản xứ được phong cho cái danh hiệu tối cao là chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do. Nguyễn Ái Quốc, Thuế Máu. B. Gọi là kênh Ba Khía, vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con ba khía. Chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây. Ba khía là một loại còng biển lai cua, càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon, theo đòn sỏi đất rừng phương Nam. C. Lý Bạch, 701-762, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc đời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, quê ở Cam Túc. Lúc mới 5 tuổi, gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Dương Long, thuộc Miên Châu, Tứ Xuyên. Ngữ văn 7 tập 1. Câu hỏi, dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được dùng để làm gì? Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên được dùng để... Ở câu A, đoạn văn Thuế Máu của Nguyễn Ái Quốc có ngoặc đơn để giải thích thêm cho họ là những người bản xứ. Ở câu B, thuyết minh thêm về một loại động vật mà tên của nó là ba khía, nhằm giúp người đọc hình dung rõ hơn đặc điểm của con vật này. C, phần trong dấu ngoặc đơn bổ sung thêm về năm sinh 701 và năm mất 762 của nhà thơ Lý Bạch, và giới thiệu cho người đọc biết thêm về Miên Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Câu hỏi tiếp theo, nếu bỏ phần trong dấu ngoặc đơn thì ý nghĩa cơ bản của những đoạn trích trên có thay đổi không? Nếu bỏ phần trong ngoặc đơn thì nội dung vẫn không thay đổi, vì khi người viết để trong ngoặc đơn thì họ đã coi đó là phần chú thích thêm, chứ không thuộc phần ý nghĩa cơ bản của câu hay đoạn trích. Tiếp theo phần ghi nhớ, dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích, giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm. Tiếp theo hai la mã là dấu hai chấm. Dấu hai chấm trong những đoạn trích sau dùng để làm gì? A. Rồi dế choắt lanh quanh băng phăng tôi phải bảo, được chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào. Dế choắt nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh. Phòng khi tắt lửa tối đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Tô Hoài dế mẹn phiêu lưu ký. B. Như tre mọc thẳng con người không chịu khuất. Người xưa có câu, trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Tre là thẳng thắn, bất khuất, thép mới cây tre Việt Nam. C. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy là cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học, thanh tịnh tôi đi học. Như vậy, dấu hai chấm ở trong những đoạn trích sau thì dùng để làm, đó là ở câu A thì dùng để đánh dấu báo trước lời đối thoại của dế mèn và dế chắc. Ở câu B dùng để đánh dấu báo trước lời dẫn trực tiếp thép mới dẫn lại lời của người xưa. Ở câu C dùng để đánh dấu phần giải thích lý do thay đổi tâm trạng của tác giả trong ngày đầu tiên đi học. Tiếp theo ghi nhớ, dấu hai chấm dùng để đánh dấu báo trước phần giải thích thuyết minh cho một phần trước đó. Đánh dấu báo trước lời dẫn trực tiếp dùng với dấu ngoặc kép hay lời đối thoại dùng với dấu gạch ngang. Tiếp theo ba la mã là luyện tập. 1. Giải thích công dụng của dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích sau. A. Qua các cụm từ, tuyệt nhiên, rõ ràng dứt khoát như thế, không thể khác,
định phận tại thiên thư, định phận tại sách trời. Hành khang thủ bại hư, chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Hãy nhận xét về giọng điệu của bài thơ. Ngữ văn 7 tập 1. B. Chiều dài của cầu là 2.290m, kể cả phần cầu dẫn tới với 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn. Thủy Lan, cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử. C. Để văn bản có tính liên kết, người viết, người nói phải làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Đồng thời phải biết kết nối các câu, các đoạn đó bằng phương tiện ngôn ngữ, từ câu thích hợp. Ngữ văn 7 tập 1. Như vậy công dụng của các dấu ngoặc đơn. Ở câu A thì đó là đánh dấu phần giải thích ý nghĩa của các cụm từ tuyệt nhiên, định phận tại thiên thư, hành khang thủ bại hư. Ở câu B đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn. Trong 2.290m chiều dài, cầu có tính cả phần cầu dẫn. Ở câu C, dấu ngoặc đơn đánh dấu phần bổ sung, người viết hoặc là người nói. Ở vị trí thứ hai, dấu ngoặc đơn đánh dấu phần thuyết minh để làm rõ những cái phương tiện ngôn ngữ ở đây là gì. Tiếp theo hai nhỏ, giải thích công dụng của hai dấu chấm trong những đoạn trích sau. A. Nhưng họ thắt nặng quá, nguyên tiền mặc phải 100 đồng bạc, lại còn rau còn rượu, cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc, nam cao lão hạn. B. Tôi không ngờ dế choắt nói với tôi một câu như thế này. Thôi tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được, nhưng trước khi nhắm mắt tôi khuyên anh, ở đời mà có cái thung hung hăng như vậy. Ở đời có cái thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Tô Hoài, Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. C. Rồi một ngày mưa rào, mưa răng răng bốn phía, có quãng nắng xuyên xuống biển, óng ánh đủ màu, xanh lá mạ, tím phớt, hồng xanh biếc, Vũ Tú Nam, biển đẹp. Như vậy công dụng của hai dấu chấm trong những đoạn trích trên là: ở câu A, đánh dấu báo trước phần giải thích cho ý họ thắt nặng quá. Ở câu B, đánh dấu báo trước lời đối thoại của Dế Chắc với Dế Mèn và phần thuyết minh nội dung mà Dế Chắc khuyên Dế Mèn. Ở câu C, đánh dấu báo trước phần thuyết minh cho ý đủ màu là những màu nào. Tiếp theo câu 3, có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích sau được không? Trong đoạn trích này, tác giả dùng dấu hai chấm nhằm mục đích gì? Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Nói thế có nghĩa là nói rằng tiếng Việt là một tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Nói thế cũng có nghĩa là nói rằng tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kỳ lịch sử. Đặng Thái Mai, tiếng Việt một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc. Như vậy, sau khi mà chúng ta đọc ở đoạn trích này, chúng ta thấy có thể bỏ dấu hai chấm trong đoạn trích đã cho được. Tuy nhiên, khi bỏ dấu hai chấm đi thì phần đứng sau không được nhấn mạnh nữa. Tiếp theo câu 4. Quan sát câu sau và trả lời câu hỏi. Phong nha gồm hai bộ phận, động khô và động nước. Trần Hoàng, động phong nha. Có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được không? Nếu thay thì nó ý nghĩa của câu có gì thay đổi? Nếu viết lại là phong nha gồm động khô và động nước thì có thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được không? Vì sao? Thì chúng ta sẽ trả lời ý thứ nhất như sau. Có thể thay thế dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn được. Khi thay như vậy, nghĩa của câu cơ bản không thay đổi.
Nếu viết lại, phong nha gồm động khô và động nước thì không thể thay dấu hai chấm bằng dấu ngoặc đơn, vì trong câu này vế động khô và động nước không thể coi là thuộc phần chú thích. Chỉ trong những cái trường hợp bỏ phần dấu hai chấm đánh dấu mà phần còn lại vẫn có sự hoàn chỉnh về nghĩa thì dấu hai chấm mới có thể thay được bằng dấu ngoặc đơn. Tiếp theo câu 5, một học sinh chép lại đoạn văn của Thanh Tịnh như sau. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ: thế là các em được vào lớp 5, các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có một tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại. Câu hỏi, bạn đó chép lại dấu ngoặc đơn đúng hay sai? Vì sao? Thì chúng ta thấy bạn đó chép lại dấu ngoặc đơn là sai, vì dấu ngoặc đơn cũng như dấu ngoặc kép bao giờ cũng được dùng thành cặp. Tiếp theo, phần được đánh dấu bằng dấu ngoặc đơn có phải là bộ phận của câu không? Thì chúng ta thấy phần được đánh dấu bằng dấu ngoặc đơn không phải là bộ phận của câu. Tiếp theo câu 6, dựa vào nội dung đã học ở văn bản bài toán dân số, hãy viết một đoạn văn ngắn về sự cần thiết và hạn chế việc gia tăng dân số. Trong đoạn văn có dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Như vậy ở đây, sau đây là một cái đoạn văn ngắn về sự cần thiết và hạn chế việc gia tăng dân số, thì các em có thể tham khảo. Chưa bao giờ vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhân loại như bây giờ. Sự bùng nổ dân số đã kéo theo nhiều hệ lụy, nghèo đói, lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, giáo dục không được đầu tư. Nếu con người không nhanh chóng kiểm soát tỷ lệ sinh thì chẳng bao lâu nữa, theo Thái An trong bài toán dân số, thì mỗi con người trên trái đất này chỉ còn diện tích một hạt thóc. Và hạn chế gia tăng dân số là con đường tồn tại của chính loài người.